Và chúng ta đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu dư. Và như vậy là Roman và Hitty. Vâng, Hit đến từ tủ E và Roman đến từ chim sẻ. Vâng, kèo đấu đánh giá là có lẽ là sẽ là cân. Vâng, tay chém cầm cung, tay cung cầm chém. Tay cung chỉ thắng cầm chém của Roman. Còn tay chém he lại cầm cung của Hitty. Vâng, ở trong cái map này, và tôi hy vọng rằng hè sẽ có những turn thiếu tốt để chúng ta có thể có những trận đấu nó mãn nhãn hơn. Kết thúc 3 trận đấu thì có vẻ như là kèo đấu nó chưa có những cái trận mà thực sự làm cho mọi người căng thẳng. Chưa có những trận mà thể hiện được cái khả năng cái sở trường của thủ hè đó, sở trường đánh chém phũ, sở trường vẩy e các thứ. Và chúng ta quay trở lại trận này, và dường như là cái ông này ông đánh đánh giải dường như nó rất hên. Trận nào bài cũng giàu. Trận này tiếp tục là 4 voi dành cho chim sẻ. Và giò như kiểu hack vậy. Không biết là quay bằng máy chim sẻ mà nó sáng trưng được, không biết là các vị khán giả có một cái ý nghĩ là như thế nào. Giò phát 2 voi luôn, vẫn đi thẳng 2 voi luôn cho nó mát. Phải chăng một trận nhớ map chăng? Bài tiếp tục sẽ là 4 voi. Vâng, bài cầm Roman. Vâng, nói Roman này tôi sẽ nhớ đến cái năm 2012 khi mà sẽ được mệnh danh là hoàng tử Roman. Cầm Roman có thể thắng bất kỳ, vâng, tất cả mọi loại quân. Vâng, sen thắng. Vâng, thắng cả những quân tuyển như kiểu IA, Panther. Nói chung thắng tất, thắng từ A đến Z luôn. Vâng, thời kỳ đó là thời kỳ mà sẽ được mệnh danh hoàng tử Roman, cũng bởi vì cái lý do này. Nhưng mà thời gian gần đây thì sẽ cầm Roman cũng hay thua, cũng thua khá nhiều. Hôm nọ thì vừa mới thua một trận mà vâng, cũng Roman hit đây. Có một trận Roman hit kèo đấu giữa chim sẻ và chip boy ở trong vòng thi đấu, tôi nhớ nhầm là vòng thi đấu thứ 5 hay vòng thi đấu thứ 6, nếu tôi nhớ không nhầm là như vậy. Sẽ có Roman một bài rất khỏe và để thua hit tyran của chip boy. Chip boy trận đó thì đánh bài cung R kẹp phủ của Hitty, bài cung. Và kết liễu chim sẻ thắng trong hình như là 26 phút trong game. Và trận này sẽ có để cái sai lầm đó xảy ra nữa hay không, chúng ta cùng chờ đợi. Bài là 4 voi cộng với một hươu. Hươu thì là có vẻ hơi xấu. Vâng, rất nhiều tay, vừa câu voi và vừa vòng một tay, hai tay hai voi. Và sẽ tiếp tục bài đánh nhiều dần. Có lẽ trận này sẽ là 25 dần. Và khả năng cao sẽ kích 9. Nhớ em chuẩn thì rồi không. Bài là 6 voi, nhưng mà 2 voi kia ở khá xa. Một thứ mà có lẽ sẽ cần phải có một pha câu 2 voi, biết câu 2 voi trong tờ này không? 26 dần rồi. Tôi ấy sẽ có thêm 2 công dân tại nhà chính. Được không? 1 hit. 2 hit. Ồ, có dám câu không? Nhưng mà đổi ca. Đổi ca không? Vâng, tiếp tục là câu về các bạn thấy. Rồi, tốt. Vâng, bài là 6 voi một hiêu. Nhưng vấn đề là con voi là có về được không? Con voi này về sẽ quyết định lực của chỉ thắng ở trong trận đấu này. Con voi này về thì sẽ có một lực khỏe, còn nếu như không về được thì sẽ có một cái lực yếu. Vâng, con voi vẫn đang rất ngoan. Tốt. Một tình huống mà nếu cầu lại voi sẽ là tốt hơn. Lực sẽ là khỏe hơn rất nhiều. Và thêm con voi này, vậy đấy. Dần vừa ăn xong những con voi, 4 con voi thì lại ăn thêm một con voi nữa. Như vậy lên đời thì sẽ có một con ngựa giò có đầy đủ. He đánh 25 dần, nhưng để ý chỉ giò he, trận này he giò có 10% thôi. Một bài cực sâu đến từ tuổi he. Trong bắp la mà giò 10% là bài siêu siêu giàu rồi. Một trận này có lẽ sẽ vẫn sẽ kích 10 sớm. Vẫn 10 sớm thôi. BML thiết kế cực kỳ nhanh. Kích rồi.
10-19 với 26 dần của Roman. Chẳng đang biết hay sẽ đánh gì. Phải chăng vẫn sẽ là bài đánh cùng là kẹp phù giống như kiểu cái thủ Chip Boy. Vâng, con người gió đang được xin. Con giò được gãy đến góc 12 giờ, không biết có một bài nâng cấp chặt gỗ không. Lượng gỗ sẽ là hơi ít dành cho chim sẻ. Một cái BE có cả giáp luôn, như vậy là không có tơn nâng cấp chặt gỗ. Vâng, như vậy là hit Tyrian của game thủ E cũng là người đánh chém ở trong trận đấu này. BL đã có rồi, lên đời không phải là muộn. Thêm bãi quả dành rẻ kìa, bài là siêu giàu. Lại có bãi quả nữa kìa. Một tình huống mà gỗ sẽ hơi bị thiếu một chút. May mắn đây là Roman. Có P không? Con giò của Hè lại tiếp tục đứng thủ. Có vẻ như Hè đang hơi xoắn khi đối đầu với cái thủ chim sẻ. Vâng, L2 hay sẽ là như thế nào? Một L bánh xe. Và đang muốn công một cái gì đó lên. Một EP được dâng ở tương đối cao. Đây là 3 con dân ăn hoang của thủ EE. Vâng, nay sẽ phải nằm xuống rồi. Khi một con giò sẻ là người con giò công ra đủ không? Con giò tiếp tục đứng thủ, như vậy chỉ ăn được 2 dân. Một con sư tử rất khó chịu. Có lẽ sẽ mất con người giò này rồi. Chỉ bị có S2. Con giò đã bị mất. Nhưng thủ phải rất nhanh của E. Và đây con người chém của giai đủ đang đẩy lên. Con ngựa chém cục giai đủ đang đẩy lên. Không biết He đã kịp bò vào chưa. Chúng ta cùng xem cái thủ vầng lạc đà đứng thủ đến từ cái thủ He. Rất quái. Vâng, He đang có những tên đứng thủ. Không đi dò. Dò thủ và lạc đà cũng thủ luôn. Có lẽ He đang chờ đợi những cái tên mà thiết kế thêm những chiếc nhà BA để bắn phủ của chim và có những con nhiều con lạc đà hơn. Một tình huống mà con lạc đà được lọt vào phía bên trong. Hè đã có một nhà BA rồi. Vâng, dân bên phía ngoài vẫn đang còn. Sẽ đã có hai con chém tung hoành trong cái bãi gỗ này của tuổi Hè. Cung vờ đã có luôn. Hè đang đánh rất chuẩn bài. Một L, một P và một nhà BA. Có phù con lạc đà không? Được. Được. Không được. Kurahiti bắn quá đâu. Hai phát của Kurahiti đã làm cho con phù đã phải nằm xuống. Và có lẽ đây chuẩn bị là tấn công ngược trở lại đến từ cái thủ Hè. Lễ BL thứ 3 dành cho chim sẻ. Hãy cẩn thận. Vâng, cung rò. Được, được, He không chú ý. Có được không? Không được. Khá đen dành cho chị ở trong trận này. Các em không thể phù được những con lạc đà của đối phương. Có phù được không? Một tình huống chỉ phù trượt. Và có lẽ tỷ số sẽ được xuống xuống còn 2-1 nữa thôi. Bây giờ có lẽ sẽ nói được rồi. Khi mà số lạc đà của He đang là túi độc. Và cộng thêm cả những con vật. Cộng thêm cả những con cung rò Hitty nữa. Là rất khó chịu. Ba nhà BL dành cho chim sẻ. Làm sao để đỡ lại được những con lạc đà này đây. Lạc đà là khắc ngựa chém. Khắc cả những con vầng sóng đơn luôn. Số lạc đà vẫn đang là cực độc. Sẽ đang muốn bỏ kín nhà mình lại. Một cái bè nữa sẽ kín được. Có được không? Vầng He OP luôn. Và sẽ có một. Tỷ số đang còn vầng 1-3. Một trận mà He thi đấu quá chắc lại. Và em đợi một góc trận giàu lên đời sớm. Và tận dụng tốt lợi thế về quân. 1L 1A. Chúng ta đến với trận đấu thứ 5.